Đây là Tam Đảo, Quảng Tây, Trung Quốc, nơi có hơn 30.000 người Kinh sinh sống. Nghe nói rằng dân tộc Kinh là một trong những dân tộc thiểu số giàu có nhất ở Trung Quốc. Hi, xin chào mọi người, mình là Phương. Có nhiều bạn muốn mình đến thăm Tam Đảo của dân tộc Kinh ở Quảng Tây, Trung Quốc, thì hôm nay mình đã có dịp đến rồi đây. Ở đây có đến 90% dân số là dân tộc Kinh. Bạn đang thấy đây là một ngôi chùa, một ủy ban, một trạm y tế và một trường học của người dân tộc Kinh ở khu này. Đối diện với Tam Đảo là thành phố Móng Cái, Việt Nam. Cách đây hơn 500 năm, đầu tiên của người Kinh đã trên một chiếc thuyền nhỏ từ Đồ Sơn, Việt Nam sang đây đánh cá. Và họ phát hiện rằng ở đây có một nguồn cá lớn. Từ đó họ đã ở lại đây từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho đến bây giờ họ đã trở thành một trong 56 dân tộc của Trung Quốc, làm giàu bằng nghề đánh cá. Kinh tộc không những đã lớn mạnh trở thành cộng đồng dân tộc thiểu số có nền kinh tế phát triển nhất, mà còn là một trong những dân tộc vẫn giữ nguyên vẹn những nét đặc sắc nhất của văn hóa cộng đồng người Việt. Ấn tượng nhất, cảm động nhất có lẽ là cây cổ thụ hơn 200 năm tuổi đứng trước đình làng Vạn Vĩ, được đặt tên là cây tương tư Nam Quốc, như lời nhắc nhở của tổ tiên cho thế hệ sau không được quên nguồn cội dân tộc. Hội làng người Việt tại Kinh Đảo năm nào cũng đón những vị khách đặc biệt, đó là bà con từ Trà Cổ, Móng Cái sang chơi. Nổi bật trong lễ hội đó là trang phục áo dài, khăn mỏ quạ, nón coi thao và áo tứ thân. Khi tụi mình đến chơi ở Tam Đảo, có một cụ ông biết mình là người Việt nên đã chủ động mời vào uống trà nói chuyện, cho mình xem sách lịch sử người Kinh và kể cho mình về lịch sử người Kinh ở Trung Quốc. Cây cắt cỏ làm ngay cửa nhà. Mình ở lại Đông Hưng 2 ngày và đến Tam Đảo đến 2 lần. Mọi người có thể tưởng tượng được cảm xúc tại ngôi làng nhỏ ở nước ngoài có thể giao tiếp với người dân bản địa bằng tiếng mẹ đẻ của mình không? Khi trò chuyện với các ông, mình thật sự rất xúc động. Sau bao nhiêu năm, họ vẫn nói tiếng Việt, hát tiếng Việt và vẫn tích cực truyền lại cho con cháu văn hóa Việt, đặc biệt là cây đàn bầu Việt Nam. Mọi người hãy nhấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi hành trình của mình tại Tam Đảo nha! Làm tin trong lòng. Ghé Tam Đảo chơi là một phần trong kế hoạch lái xe ô tô 4 ngày 4 đêm từ Trung Quốc về Việt Nam của mình. Tam Đảo cách cửa khẩu Đông Hưng giáp với Móng Cái khoảng 30 km. Mình đến Đông Hưng khoảng hơn 2 giờ chiều. Sau khi check-in khách sạn, tụi mình tiếp tục lái xe đến Tam Đảo và bây giờ cũng hơn 3 giờ chiều rồi. Con đường ven biển này có khá nhiều nhà cao tầng, khách sạn. Trên con đường vào làng, mình thấy người dân ở đây không chỉ trồng trọt mà còn có cả nuôi trồng hải sản. Những cái ao như thế này có lẽ là người ta nuôi tôm, cá hay là hào ở trong này. Không khí ở đây khá trong lành, mát mẻ và đặc biệt là thời tiết hôm nay khá là đẹp. Trước mặt mình là một ngôi chùa mà mình được biết người dân rất hay tổ chức lễ hội ở trong sân này. Nền khá là sạch luôn, không có một chiếc lá rơi. Đứng ở đây mình có cảm giác như đứng ở Việt Nam vậy mọi người. Không khí, quang cảnh rất là giống ở Việt Nam. Tụi mình đã kiếm một chỗ đậu xe và tiếp tục đi bộ vào trong làng. Vừa đi vừa ngắm cảnh và mình sẽ xem thử nếu ai có rảnh thì mình sẽ đứng lại hỏi thăm. Đa ca, anh là kiến trúc mà? Tôi là kiến trúc. Đây. Đây là tôi là Việt Nam kiến trúc. 哦,越南的。你會說越南語嗎?會說。還有嗎?你說一點,說一點吧。說什麼?啊?我太丟了。 ông ơi. Con chào ông. Ông đang coi gì vậy? Ôi, hát Việt Nam đánh cá và chèo nè. À, đây là chè Việt Nam hả? Đây là cô Việt Nam à? Con là người gì?
À, con là người Việt, con là người Kinh. Hả? Con là người Kinh ở Việt Nam. Người Kinh á? Dạ, và giờ xưa tiên chủ. Dạ, nàng tiên chủ. Chính chủ đang như Trung Quốc đó, Hàn chủ chứ là mình ta miễn chủ đây. À, ông muốn con nói tiếng Việt hay tiếng Trung? Nghiệp. Cô là mới học ra và người Trung Quốc nhưng mà học tiếng Việt Nam hả? Con là người Việt nhưng mà con học tiếng Trung. Nơi nào? Chỗ nào? À, Quảng Nam. Quảng Nam à? Ông biết Quảng Nam không? Không biết. Tiền Quảng Nam, tiền Hà Tĩnh à? À, Hà Tĩnh là. Hà Tĩnh còn dưới kia của con. Dạ, con là ở Quảng Nam, là về phía Nam, đi về phía Nam. Dạ. Và ông là trước đây là người Hà Tĩnh hả? Đây là người Đồ Sơn. Người Đồ Sơn. Trước kia chừng ba trăm mấy năm trước kia là gọi Đồ Sơn. Dạ. Ông qua đây được bao nhiêu lâu rồi? Hả? Ông qua đây được bao nhiêu qua lâu đây rồi? Phải... 300 mấy năm, 400 năm à, là à, ông sinh ra là cụ tổ thôi, cụ tổ không à, ông học tiếng Việt ở đâu? Nhưng không phải học đấy, cụ tổ nó truyền lại, cụ truyền lại rồi cũng là tiếng Việt đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà chữ viết của mình có giống với chữ Việt không ạ? À? Không không, chữ học chữ Trung đây thôi. Đây là chữ như thế này hả? Đây là chữ này thôi. Dạ. Yeah. À. Bây giờ ông coi cái nhạc này ở đâu? Cái nhạc này ông coi ở đâu? Nhạc chèo đó ông coi ở đâu? Trên tàu in hả? Đấy, đây à. Thì như nặng cơ. Đây là hát chèo phải không? À, hát chèo bên ta bà chèo. Hát chèo hay. Ông biết hát không? À, biết chứ. Ông hát cho con nghe một đoạn được không? Đâu. Cháu nó con nhiều phải hiểu lên sao này. Ông sinh ra ở đây hả? Sinh ra đúng rồi. Đúng rồi. À, ông có hay về Việt Nam chơi không? Cũng có đi vì mấy chỗ, mấy lần đi chỗ này trước rồi chúng Việt Nam Trung Quan cứu nước đây là đội du kích Việt Nam là đội du kích gọi là Minh Thắng đi giải nãy nhà bác ở mà 1954 mới giải phóng với người thôi. Dạ. Việt Nam mới giải phóng với người thôi. À. Hôm nay đội du kích ở nhà chú đây ở. Dạ. Ở mấy năm cơ mà trận địa ở ngoài mặt bãi ngoài đấy mặt Nam ở đấy mình bãi chân bãi đấy trận địa của đội du kích Việt Nam đấy. À. Đưa còn đôi 1970 mấy rồi còn từng các đội yêu kích đội trưởng như vậy Lê Sơn Trần Đức. Dạ. Như vậy thì còn sống nhưng mà nó phải đi bây giờ không nó chết cả rồi không đi đâu. Dạ. Giờ con cái ông là cũng nói tiếng Việt không hay là nói tiếng Trung? Nói tiếng Việt rồi nói tiếng Trung nữa. À. Nhưng mà các cháu nhỏ ấy đi nó là học tiếng phổ thông thôi nói cũng biết nghe. Nó cũng nghe theo phải đi nói nó học thôi. Không phải đi trường học không. Dạ. Trường học đây còn học một tên gọi là học có một tiếng đồng hồ vậy mà người không cần thiết học bao nhiêu rồi đấy là nó học nhiều chuyện như vậy. Ở Việt Nam ông còn anh chị em bà con nhiều không? Đấy thân thiết thì nhiều nhưng mà lâu rồi mấy đời rồi không nhận thôi. Ừ. Bây giờ ông là quốc tịch Việt Nam hay quốc tịch Trung Quốc ông? Trung Quốc. À, tiếng Việt ở đây với lại tiếng Việt Nam ở Việt Nam có gì khác nhau không ông? Đây là gần bóng cái đây Quảng Ninh đây nói chuyện gần với trà cổ đây đi thì chán nhau không nhiều đâu. Yeah. Nhưng mà nói tạp nhiều thôi. Người Kinh ở đây là họ làm công việc gì không? Ngày trước là ông họ toàn đánh cá thôi. À. Năm mới là nhà ông có hay làm đồ ăn gì Việt Nam không? Có ăn mới giống người ta giống nhau. Cũng có bánh chưng bánh tét rồi hả? Đúng rồi. Mấy năm trước là quay bánh chưng bây giờ quay bánh tải rồi dài đấy bánh chưng là vuông á. Dạ. Ăn Tết cũng giống Việt Nam rồi. Nhưng mà Việt Nam cũng được ăn pháo, Trung Quốc ăn pháo đầy rồi đi. Vàng vàng chuyển vàng rồi. Bây giờ ông có còn đi đánh cá không hay là ở nhà rồi? Nhà hiu rồi. Tại mấy tuổi hiu rồi không tại nhà nước có lương toàn. À, bây giờ ông có muốn về Việt Nam không hay là vẫn muốn ở đây định cư ở đây? Ở già thì không đi đâu rồi. Ở nhà thôi. Con gà lẻn quẩn cúi say. Ừ. Không biết cái gì là cuối xay rồi xay về đây này. Xay 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 gạo xay sáu xay. Dạ. Đây. Ông hát cho con nghe một đoạn nhạc chèo được không? Không biết hát đâu. Đây ông mới nghe nè, ông mới nghe nè. Bên đây không biết nào hát. Bên đây hát Việt Nam á, hát Việt Nam đi. Dạ. Không hiểu bao nhiêu đâu. Có hát được không? Ông có hát được một đoạn nữa không? Hả? Có hát được một đoạn nữa không? À, được. Ông hát một đoạn con nghe thử. Hát đoạn gì? Hát. Tan nước bên đìn á. À, dạ đúng rồi bài đó. Không biết đâu. Có biết có biết. Đâu có biết đâu. Có. Nhưng mà không hẳn hoi bao nhiêu á. À, biết chừng nào hát chừng đó. Ê, cháu phát âm này nó thiếu cái hát tan nước bên đìn nè. Cái đoạn đầu con quay mất ông hát đoạn đầu rồi nhớ. Nhớ đã. Dạ. Đúng rồi, quên nữa.
À, ông hát đi, ông hát đi. Hôm qua thuốc đêm đình bỏ quên chiếc áo bên cạnh hoa sim. Em nhạt để cho anh xin, hay là đem về làm tin trong lòng. Áo có anh tâm chỉ đường ta, bỏ anh chưa có mẹ già chưa khâu. Áo có anh chỉ đã lâu, phải mượn cô ấy về khâu cho cụ. Hôm qua tắt nước bên đình bỏ quên chiếc áo bên cạnh hoa sim. Em nhạt rồi cho anh xin, hay là đem về làm tin trong lòng. Áo có anh tâm chỉ đường ta, bỏ anh chưa có mẹ già chưa khâu. Áo có anh chỉ đã lâu, phải mượn cô ấy về khâu cho bề. Tình ta đang thăng thăng hẹo, quên là mấy chục năm không hát qua rồi. Ở đây cũng còn những ngôi nhà rất là cổ như thế này. Chắc là những ngôi nhà này của các cụ ông bà đến đây từ rất lâu rồi. Không biết là nhà có người không, mà mình cũng rất là sợ chó nữa. Bà, con nói tiếng Việt bà hiểu không? Hả? Con nói tiếng Việt bà hiểu không? Nói tiếng Việt thì mới biết, mới hiểu. Nó ở đâu là đây? Con ở Quảng Nam. Quảng Nam á? Quảng Nam, Việt Nam. Việt Nam hả vâng? Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Ông đi qua đây du lịch. Dạ. Ông bà là người Việt hả? Vâng, người Việt. Mà sao ông bà ở đây? Hả? Sao ông bà ở đây? Ông cụ tổ ngày trước cũng ở đây đó lắm. À. Cụ tổ là người nói tiếng Việt. Dạ. Ông bà có hay về Việt Nam chơi không? Không. À. Ở đây bao nhiêu năm rồi? Đấy, nó là mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm rồi hả? Ừ. Ông bà có nói tiếng Trung không hay là nói tiếng? Mấy cháu đây thì mới hiểu nổi tiếng phổ thông đây này, bờ bà này thì không hiểu bao nhiêu đâu. Ý là bà là nói tiếng Việt giỏi hơn. Nói tiếng Việt, nói bạc bà tiếng vậy thôi. Dạ. Không thì từng cái cháu với con đi học hành thì nó khéo nổi thôi. Dạ. Ủa thế mình không nói được tiếng Trung thì ở đây hồi trước bà làm gì? Bà làm công việc gì? Làm vườn thôi. À. Làm vườn đi bãi thôi. Ui. Cho lấy đậm cho cháu ngồi đây. À thôi không ngồi, con đứng được. Nhà bà đẹp quá. Nhà đẹp kinh. Hồi xưa là quê gốc bà là đâu? Quê gốc nhà bà là đâu? Ở Việt Nam á. Quê không? À. Quê ở Đồ Sơn. Đồ Sơn à? Ôi ông bên này cũng là ông. Ông bên này nó khéo nổi. Ô bà tên gì? Hả? Bà tên là gì? Ông đây là Hồ Vũ. Ngô. Bà đây là Hồ Vũ. À, mà ở đây á, ở cái làng này á, rất là giống với làng ở Việt Nam luôn. Y luôn. Con thấy có cây đa nè. Có cái làng này rồi lại nhà ông bà xây. Bác đĩ mới cho bộ chốn mùi mới là nhà. Bác đĩ. Thôi. Con đi dạo dạo vòng vòng thôn luôn xem. Là đậu đậu đầu sơn ra. Dạ. Đánh cá thì mới đến đây thôi. À, đánh cá à? Dạ. À, rồi đánh cá rồi đến đây. Theo tia cá mới đến đây ở đây. Dạ. Cái bây giờ ở đây luôn. Trước kia là những người già nó nói lãnh đạo thôi, thì đây người trẻ không biết thôi. Sáu đời rồi. À, 6 đời rồi. Giờ ở Việt Nam có còn anh chị em gì không? Không có là
thì mấy người kia chứ thế không có đâu. Nhưng mà họ ở đây còn dưới đấy còn có. Họ ở dưới đấy còn nhưng mà thân thiết thì không biết là đâu. Để chơi thôi. Dạ. Con chúc ông bà mạnh khỏe nha. Cháu ơi, cháu mạnh khỏe nha. Dạ. Bà ơi cũng đi nha. Thôi chào bà. Thôi chào ông. Dạ. Dạ. Chú là người Kinh hả? Chú là người Kinh hả? Người dân tộc Kinh hả? Dân tộc Kinh. Cái này hồi xưa là ông bà của chú cũng làm cái này hả? À, sao cái vậy? Cụ đệ tổ là làm cái này. Cảm ơn chú nha. Dạ. Nhà đẹp quá. Dạ, nhà đẹp quá. Cái này cũng không đúng được. À mình bây giờ ăn cái nước này rồi. À bây giờ dùng nước nước lọc hết rồi đúng không? Vâng vâng. Ủa chú có biết viết cái gì không? Không không biết đâu. À chú nói thôi. Vâng. Nói là do ông bà để dạy cho. Vâng. Cảm ơn chú nha. Bây giờ to quá. Mình thấy ở đây có nhiều nhà có thuyền lắm. Đây là một cái thuyền hình như tự chế để đi đánh bắt cá nè. Con chào bà là người Kinh hả? Dạ chưa, tí thì tụi con ăn. Dạ. Bà, con ở là Quảng Nam, bà biết Quảng Nam không? Quảng Nam không, đi là chưa nói nhầm, chứ ở đây gốc kiếp ở đây thôi. À. Gốc kiếp ở đây. À. Chắc bà biết Hà Nội đúng không? Đâu đi, không đi. Chưa đi hả? Chưa bao giờ đi Việt Nam hả? Từ mình đi. To đến giờ bé bé giờ chưa đi đến Việt Nam qua chưa đây đâu hả? Ừ. À, sao không về Việt Nam chơi? Không, dạ không quen ai để không đi đi qua. À, giờ không có ai nữa hết. Ở đây thôi. Ở đây bà làm công việc gì? Có đi bắt cá không? Bắt cá ngày xưa ông còn còn trẻ đi bây giờ già rồi tám mấy tuổi rồi. À. Không đi ở bắt cá rồi. À. Con giờ con dai con nhớ thì đi bắt cá thôi. Ông bố già không đi rồi. À, ở đây ai cũng đi bắt cá hết. À, bắt cá giờ cái ra ngoài biển này. À. Đò rồi cái người đi chơi đi bơi vậy đò. Ấy à. Ở đâu chơi theo lại đây. Con ở Quý Châu, bà biết Quý Châu không? Quý Châu à? Dạ. Quý Châu bà biết không? Đi qua. Xa lắm. Xa. À, con chuẩn bị về Việt Nam. À. À, cái con đi qua đây chơi ở một ngày. À. Qua đây chơi cho biết. Cái xong rồi nghe nói là đây là có nhiều người Việt. Cho nên con đi coi thử. Nhiều người Việt đấy mày. Dạ. À, có ở rồi sớt xã nào không? Hay là con về tối về Đông Hưng? Tối không về Đông Hưng. Ồ. À. Dạ. Không phải ở rồi sớt xã không? Ở đây không con không biết ở đây có chỗ nào ở. Con không ở đây. Có nhiều sớt xã. Ở như ở ngoài biên nẻo rồi. À. Cái lối đường to ngoài đấy sớt xã nhiều. Dạ, đường biển á. À, và là người nói Việt nhiều. Ở đây có làm nước mắm không bà? Không. Không làm nước mắm hả? Việt Nam ngày trước cái đem để mong cà Đông Hưng mới bán. À. Nước mắm mà đây không làm. Giờ không làm nữa. Ừ, cái ăn cái người nó bán đường nằm cái chai gọi là xì dầu rồi đấy. À, có xì dầu vậy, không ăn nước mắm nữa. Không ăn nước mắm quen. Không ăn nước mắm ớt tỏi nữa. Có xe ở ngoài đâu đủ. Con ở xa lắm, ngoài kia là con đi bộ vô. Đi bộ vào đây không? Dạ. Bà ăn cơm chưa? Ăn rồi. À, ăn sớm vậy? Sớm rồi, lại trên Ruby kìa. À, dạ. Thôi tụi con đi gái chơi thôi, tụi con đây với tối rồi. À, dạ. Đi dạ. Dạ. Đi nha. Dạ. Đi nha, thôi về, hôm nay về
Trung Hân không? Dạ. Chú thì xin thì xin chiên thân. À. Chiên đồng à? Đồng. Chiên đồng. Chú thì xin thì chiên thân. Ừ, về nha. Dạ. Dạ. Con chúc bà mạnh khỏe nha. À. Dạ. Mạnh khỏe nha. Dạ, con cảm ơn bà, con chào bà. Nhà của bà xây bao nhiêu năm rồi? Hai mấy năm rồi. Ừ. Nhà cổ, kỹ nhà cổ. Ừ, nhà cổ. Dạ. Con cái nó làm ra ngoài kia mấy tầng rồi. Bây giờ con, à. Cái nhà lầu ốc. Nhà ấy. Này không có sợ gió, không ừ. sợ gió bão. Ừ. Dòng biển. Bão, bão nó không thô được. Dạ. Cái nhà ngói thì nó hay xô. À, nhà này là không sợ gió. Ừ. Ở gần biển này rất là sợ gió nhưng mà nhà này không có sợ. Ừ. Con chào bà. Ừ. Dạ. Cháu đẹp rẻ rồi nhỉ. Trời hay cười hay ấy ông này là tại con gặp bà con vui á. Con nghe bà nói chuyện con cứ cảm giác như là người Việt ở ngoài Bắc á, không biết là người Trung luôn á. Cháu đâu ở đâu lại đây? Con mới theo đâu lại đây, trong đây. Con ở nhà bà con đi ra đây. Ừ. Dạ, mà con đi cái đường khác. Dạ. Con có cái chỗ con nói đâu nè. Đúng Hoàng ơi. Này đưa cái nhà chị này đi theo xôi xỉ đi. Đưa cái nhà này, đưa chị đây. Nhà của em này hả bà? Cháu một là của bà. Thao tay của mình chị Hải Xuyên. Chị ơi ta 有一家他卖海鲜好吃, 他带我们去吃。 Em nói tiếng Việt không? Mình nói khi còn phụ thúng bà. Nó nói phụ thúng bà, nói phụ thúng bà, nói phụ thúng bà. Nó nói bạc vàng nữa, phụ thúng bà. Đi đưa nè, chỉ đấy, cô cũ này đi đi. Xong con cho chỉ có cô cũ, đi xôi xỉ mãi, hỏi tiếng con, như thế. Điện cháu như thế, hỏi tiếng bà má. Em biết nói không? Hả? Em biết nói tiếng Việt không? Tiếng Kinh? Biết. Ồ, bữa xưa à. Xưa này kìa, xưa này kìa. Xưa này kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. À, 怎么 说? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 怎么 说? 1, 2, 3, 怎么 说? 不知道啊,你不要打我。 À. Nên lúc nãy nó nói là nhắc gì sang. Nhắc gì tam, nhắc gì. À. Tôi sẽ mang đi bố xuyên chinh yuy. À. Chuyên. Hả? Bố sẵn xuyên. Sẵn sàng bố sẵn xuyên. Chắc sẵn sàng. À, cái bố. Thì mà. Sẵn bố xuyên chắc xuyên sao yếu mà. Xuyên sao chào mà. Yếu à. Chào sẵn sàng. Việt Nam đó. Đây có. À. 知道吗? 我知道 知道什么? Vietnam biết không? Biết hả? Hả? Biết hả? Biết nói tiếng Việt không? Biết cái gì? Hả? Ngon quá. Ngon quá. Chết là mày. Nè, nè, đi ra mà mình chưa? 刚才是你的奶奶吗? 嗯? 啊, 你在说什么? 越南语给我说一下。 他说什么? 昂堆? 昂堆啊? 昂堆是什么? 啊, 昂堆是什么? 你看了? 慢点, 慢点, 吃, 吃, 吃。 Đây là chợ truyền thống của người Kinh ở đây. Hôm nay mọi người cùng mình xem thử có gì nha. Ngoài bán đa dạng các loại hải sản thì ở đây còn bán các đồ mỹ nghệ làm từ vỏ ốc khá là thú vị. Chợ ở đây nhìn khá là gọn gàng, sạch sẽ. Các em nhỏ bây giờ sẽ dắt mình đi mua hải sản. Ban đầu mình cứ tưởng mấy bé sẽ dắt mình vào một quán ăn, nhưng mà mấy bé này dắt mình vào chợ mua hải sản, sau đó đem vào nhà hàng để chế biến. Nhờ vậy mà mình cũng có cơ hội để tham quan chợ luôn. Ở đây mình có thể mua hải sản trong chợ và đem đến nhà hàng để chế biến. Tùy món mà người ta sẽ lấy tiền công từ 10 đến 15 tệ. Hải sản ở đây rất là đa dạng và đặc biệt tươi ngon. À,
Bị hơi xôi dưa là gì mà? Vô cái gì tiếng kìa vô. Chị biết tiếng Việt hả? Xin chào, chào bao nhiêu? Xin chào nè. Chị nói là tiếng Việt không? Nó không nói à. Rồi biết chị là người Việt hả? À, đi qua đây chơi. À, ngày mai về Việt Nam. À, mở cửa khẩu rồi. Chị có về không? Chị về Việt Nam chưa không? À, có về Việt Nam hả? Người Trung Quốc nhưng mà biết nói tiếng Việt. À, biết nhận, biết không? Biết không? Biết không? À, nói rất là chuẩn luôn. Dạ, cảm ơn chị nha. Lần sau em. Mình phát hiện ra rằng những ông bà lớn hơn 50 tuổi đều nói tiếng Việt rất giỏi. Người từ 30 đến 50 tuổi biết nói tiếng Việt nhưng tiếng Trung giỏi hơn. Còn 30 tuổi trở lại thì rất ít người biết tiếng Việt. Sợ rằng vài chục năm nữa tiếng Việt ở đây sẽ không còn phổ biến như bây giờ. Sau khi mua hải sản xong thì mình sẽ tìm một cái nhà hàng gần chợ để chế biến. Nãy mà có 51 huệ thôi là khoảng 150, có hàu, bào ngư, tôm tít. Trong khi chờ nhà hàng chế biến thì mình sẽ đi chợ xem thử là ở chợ này có gì. Ở đây có nhiều loại hải sản đồ khô như cá khô, mực khô, tôm khô, nhưng cũng có khá là nhiều loại mà mình chưa từng thấy. Hải sản ở đây do người dân đánh bắt được và đem ra chợ bán, chủ yếu là phục vụ dân địa phương nên giá ở đây cũng không có cao quá. Bây giờ cũng khá trễ rồi nên mọi người đã bắt đầu dọn hàng để đi về. Đây là hải sản của người dân ở Tam Đảo đánh bắt được và rất là tươi, mình mua ở chợ. Đem qua đây nấu luôn. Tiền mua hải sản 51 tệ, còn tiền nấu 46 tệ. Đồ ăn tươi và chế biến cũng rất là ngon. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên chơi ở Tam Đảo của mình. Bây giờ mình sẽ quay lại khách sạn ở thị trấn Đông Hưng, ngay sát với cửa khẩu Móng Cái. Chú có về Việt Nam lần nào chưa? Về chơi, về thôi. Ở tỉnh Quảng Nam. Quảng Nam á? Dạ. Anh biết không? Đi qua. Cụ ông dắt mình đi tham quan một nhà mà anh này thì biết nói tiếng Kinh giỏi hơn. Và mình rất là bất ngờ tại vì nhà ở đây rất là to. Chú ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Cháu không có giấy tờ thì bắt có thí không nhắm nói, không được nói cơ. Dạ. Lại Trung Quốc này nhưng đây à. Bên đằng đây thì hát phổ thông, đằng Việt Nam thì lại buông nữa. Dạ. À. Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông. Đây là Viện Bảo tàng Kinh tộc, một nơi được ví như trái tim của người dân tộc Kinh ở Tam Đảo Trung Quốc.